Ngoài việc ngồi thiền 2 lần một ngày ra, khi đi ngủ và nằm nhắm mắt, ít nhất trong khoảng 5 phút, hãy ý thức về anicca, 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 vô thường. Ý thức về các cảm giác trong người và ngủ. Sáng hôm sau, khi thức giấc, một lần nữa trong khoảng 5 phút, hãy ý thức về anicca, 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 rồi đứng dậy và bắt đầu làm việc. 5 phút trước khi ngủ và 5 phút sau khi thức giấc rất hữu ích. Khoảng thời gian này mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Rồi ở bất cứ nơi nào có thể được, trong thành phố, trong tỉnh lỵ, trong làng xóm, bất cứ nơi nào có hơn một người thành thiền Vipassana, hãy ấn định một nơi, một giờ, một ngày nào đó. Mỗi tuần ít nhất một lần, hãy ngồi thiền chung với nhau. Bất cứ nơi nào có thể được, hãy ngồi thiền chung với nhau một giờ. Sự ngồi thiền chung với nhau rất hữu ích. Nếu trong một tuần nào đó có bão tố xảy ra trong đời và quý vị thấy rằng mình không thể thực tập Anapana, chứ đừng nói đến Vipassana, thì vào lúc cuối tuần, hãy ngồi thiền chung với vài anh chị em Dhamma. Sự hành thiền của một người nào đó có thể có lực rất mạnh. Quý vị thấy rằng bầu không khí tràn đầy từ trường tốt lành từ người ấy, và quý vị thấy rằng năng lực của mình được thu nạp thêm, quý vị có thể hành thiền tốt hơn. Tuần lễ kế tiếp, quý vị có thể đủ sức đối phó với bất cứ dông bão nào có thể xảy ra trong đời mình. Điều tốt hơn hết là ở bất cứ nơi nào có thể được, mỗi tuần nên có một giờ ngồi thiền chung với nhau, nhưng chỉ ở nơi nào có thể được mà thôi. Rồi một điều phải làm nữa là, mỗi năm một lần, nếu ai thực sự muốn củng cố vững vàng trong phương pháp thiền này, mỗi năm một lần tham dự một khóa thiền 10 ngày. Điều này rất thiết yếu. Quý vị nghỉ phép mỗi năm, khóa thiền này bây giờ trở thành những ngày nghỉ phép của quý vị. Trong 10 ngày này, hãy trở về sâu trong nội tâm. Xong khóa, quý vị sẽ cảm thấy tươi mát, đầy năng lực, đầy sinh khí, đầy sức mạnh để đương đầu với mọi thăng trầm của cuộc sống trong năm tới. Do đó mỗi năm, hãy tham dự một khóa 10 ngày. Nếu quý vị đến được một khóa thiền như thế này, tốt lắm. Quý vị tiếp nhận được môi trường Dhamma tốt lành. Nhưng nếu không thể đến được, cũng chẳng sao cả. Hãy tự tạo ra một khóa tự tu. Bây giờ quý vị đã biết trọn vẹn phương pháp thiền rồi. Quý vị biết nội quy, điều lệ, thời khóa biểu. Hãy tu tập đúng theo đó. Quý vị có thể báo tin cho vị thầy hướng dẫn biết về ngày giờ bắt đầu và địa điểm khóa tự tu của mình. Làm như thế có thể có lợi ích. Rốt cuộc thì người thầy làm gì trong phương pháp thiền này? Người thầy mời quý vị đến ngồi trước mặt họ và thực hành những gì người ấy yêu cầu quý vị tu tập, rồi những gì quý vị đã học ngày hôm qua. Vị thầy sẽ giải tâm từ Metta, Metta. Hãy thành công, hãy thành công, hãy thoát khỏi khổ đau. Những làn sóng rung động của Metta này sẽ đi tới bất cứ nơi nào quý vị ở. Nhưng cho dù quý vị không thông báo cho vị thầy cũng không sao cả. Hãy có đủ tự tin và bắt đầu hành thiền. Tất cả những làn sóng rung động của Dhamma đến với quý vị, luật tự nhiên là thế. Trong từng khoảnh khắc, tâm quý vị không ngừng phát sinh ra không làn sóng này thì làn sóng khác. Khi quý vị phát sinh ra làn sóng ham muốn, ghét bỏ, lầm lạc hay vô minh, thì quý vị bị hòa nhập với các làn sóng cùng loại có mặt trên khắp thế gian này. Quý vị hòa nhập với các làn sóng ấy và chúng làm gia tăng sức mạnh của sự bất tịnh. Nhưng ngay khi quý vị bắt đầu phát ra những làn sóng đối nghịch với ham muốn, đối nghịch với ghét bỏ, đối nghịch với vô minh, thì quý vị hòa nhập với các làn sóng Dhamma tương tự. Quý vị hòa nhập với các làn sóng này và bắt đầu có thêm sức mạnh trong Dhamma. Hãy tu tập với lòng tự tin. Có khóa tự tu cho chính mình sẽ cho quý vị thêm lòng tin, thêm lòng tự tin. Tối thiểu là 1 giờ buổi sáng, 1 giờ buổi tối, 5 phút khi đi ngủ và 5 phút khi thức dậy. Rồi mỗi năm ít nhất là một khóa 10 ngày. Tối thiểu là như thế. Nếu quý vị có thêm thời giờ, đây không có nghĩa là có một giới hạn thời gian nào. Bất cứ khi nào đang làm nhiệm vụ, đang có trách nhiệm, quý vị hãy chú tâm hoàn toàn vào nhiệm vụ và công việc mình đang làm. Không có chuyện để tâm nửa bên trong, nửa bên ngoài. Hãy chú tâm hoàn toàn vào công việc để quý vị có thể đạt kết quả tốt đẹp trong cuộc đời trần tục này. Nhưng bất cứ lúc nào quý vị rảnh rỗi, dù chỉ trong 5 hay 10 phút, cứ để mắt mở tự nhiên, rồi hướng vào nội tâm, nhận biết anicca, anicca, anicca. Chẳng hạn quý vị phải chờ đợi ở nơi nào đó, có ai làm cho quý vị phải chờ ở chỗ nào đó, và quý vị bắt đầu phát sinh ra tâm bất thiện. Khi làm như thế, quý vị đang tự làm hại mình, và quý vị sẽ tiếp tục làm hại mình trong tương lai.
tăm tối ngay bây giờ, tăm tối trong tương lai. Nhưng người hành thiền Vipassana không như thế. Nếu phải chờ thì hãy chờ. Với cặp mắt mở tự nhiên, trong thâm tâm ta nhận biết Anicca, Anicca. Quý vị đang tự giúp mình ngay bây giờ, giúp cho tương lai của mình tươi sáng ngay bây giờ, tươi sáng trong tương lai. Hãy tận dụng tối đa thời gian của mình. Khi quý vị đang thi hành Phật sự, hãy chú tâm hoàn toàn vào công việc của mình. Nhưng lúc nào rảnh rỗi, quý vị hãy quay vào nội tâm. Vẫn nên để mắt mở tự nhiên. Khi ngồi thiền một mình, ngồi ở nhà hay ngồi chung với các anh chị em tham ma, thì quý vị nên hành thiền với cặp mắt nhắm lại. Nhưng nếu đang có mặt người lạ mà quý vị phải thiền, luôn luôn thiền với cặp mắt mở. Nếu không sẽ có hại. Không nên phô trương về tham ma. Không nên cũng tỏ ra là ta đây là người sống thuận theo tham ma, ta đây là người hành thiền giỏi. Điều này sẽ thổi phồng bản ngã, rất có hại. Người khác không cần phải biết là ta đang thiền. Với cặp mắt mở tự nhiên, quý vị ý thức về cảm giác, cảm giác. Cứ thế, hãy tận dụng tối đa kiếp sống làm người, một kiếp sống thật quý giá. Kiếp làm người quý giá biết bao, phương pháp thiền mà quý vị hiện có quý giá biết bao. Hãy tận dụng tối đa cả hai, hãy tiếp tục xem xét mình, xem sự tu tập có mang lại ích lợi cho quý vị trong cuộc sống hàng ngày hay không. Thử xem có tiến bộ nào không. Không có tiến bộ này thì cũng có tiến bộ kia. Hãy tận dụng tối đa thời giờ, buổi sáng và buổi tối, một tiếng, bất cứ khi nào có thời giờ rảnh. Có thể quý vị đã tham dự một khóa 10 ngày rồi và vẫn còn thời gian rảnh, 5 ngày phép hay 3 ngày phép hay phép cuối tuần, thì hãy mở một khóa tự tu 2 hay 3 ngày.